Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát để Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu trải qua hằng hà sa số đại kiếp cúng dường Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, ý ông thế nào nhờ nhân duyên này mà Đại Bồ Tát ấy đạt được phước đức nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, vị ấy được phước vô lượng vô số vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật Bảo, thiện hiện, đúng vậy, nhưng nếu Đại Bồ Tát đi vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mà lời nói đi đôi với việc làm suốt cả ngày đêm, công đức đạt được nhiều hơn công đức của người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa rất thâm sâu, đó là cỗ xe của Đại Bồ Tát. Vì các Đại Bồ Tát nương vào cỗ xe này mà mau đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền diệu pháp luân, độ tất cả hữu tình. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liền Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp cúng dường bậc Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, ứng cúng độc giác Bồ Tát Như Lai, ý ông thế nào nhờ sự cúng dường này mà Đại Bồ Tát ấy được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước của vị ấy vô lượng vô số vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật Bảo, thiện hiện, đúng vậy, nhưng nếu Đại Bồ Tát đi vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, theo lời nói mà tu học trong một ngày đêm, thì công đức đạt được nhiều hơn công đức người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vượt qua địa vị thanh văn độc giác, mau nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, rồi dần dần tu Bồ Tát hạnh, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân, cứu độ các hữu tình. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát để Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp tinh tấn tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã, ý ông thế nào nhờ sự tu học này mà Đại Bồ Tát ấy đạt được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước của vị ấy vô lượng vô số vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật Bảo, thiện hiện, đúng vậy, nhưng nếu Đại Bồ Tát thực hành đúng theo Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, suốt cả ngày đêm, tinh tấn tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, thì công đức đạt được nhiều hơn công đức người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là mẹ của các Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chúng Đại Bồ Tát. Tất cả chúng Đại Bồ Tát đều y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà mau viên mãn tất cả Phật Pháp. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát để Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp bố thí pháp cho tất cả hữu tình, ý ông thế nào Đại Bồ Tát ấy nhờ nhân duyên này mà đạt được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước của vị ấy vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật Bảo, thiện hiện, đúng vậy, nhưng nếu Đại Bồ Tát sống đúng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói, suốt cả ngày đêm lấy pháp bố thí cho tất cả hữu tình, thì công đức đạt được nhiều hơn công đức người kia vô lượng vô biên. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát để Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tức là xa lìa trí nhất thiết trí. Nếu Đại Bồ Tát không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tức là không lìa trí nhất thiết trí. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì không nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành các Phật pháp vô biên khác. Ý ông thế nào Đại Bồ Tát nhờ nhân duyên tu học ấy mà đạt được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật,
Bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước của vị ấy vô lượng, vô số, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, nhưng nếu Đại Bồ Tát sống đúng với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu đã nói, suốt cả ngày đêm, tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, thì công đức đạt được nhiều hơn công đức người kia vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu mà bị thối chuyển trí nhất thiết trí thì không có việc ấy. Nếu Đại Bồ Tát để Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu bị thối chuyển trí nhất thiết trí thì việc này có xảy ra. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì không nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành tất cả tài thí pháp thí ở nơi thanh vắng, chánh niệm tư duy, đem tất cả phước nghiệp tu hành trước đây, bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Ý ông thế nào? Đại Bồ Tát ấy nhờ đó đạt được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phước của vị ấy vô lượng, vô số, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, nhưng nếu Đại Bồ Tát sống đúng với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu đã nói, suốt cả ngày đêm tu hành tất cả tài thí, pháp thí, ở nơi thanh vắng, chánh niệm tư duy, đem tất cả phước nghiệp tu hành trước đây, bình đẳng cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì công đức đạt được nhiều hơn người kia vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu mà hồi hướng, thể nên biết đó là hồi hướng vô thượng. Còn để Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu mà hồi hướng thì nên biết đó là hồi hướng hữu thượng. Cho nên này thiện hiện, Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà không bao giờ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, đem phước nghiệp tu hành trước đây bình đẳng cho các hữu tình, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát để Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, nhờ vào công đức căn lành của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử quá khứ hiện tại vị lai tập hợp lại đầy đủ với sự tùy hỷ trong hiện tại, rồi bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Ý ông thế nào? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này mà đạt được phước có nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phước của vị ấy vô lượng, vô số, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, nhưng nếu Đại Bồ Tát sống đúng với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu đã nói, suốt cả ngày đêm nhờ vào công đức căn lành của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử quá khứ hiện tại vị lai tập hợp đầy đủ với sự tùy hỷ trong hiện tại, bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì công đức đạt được nhiều hơn người kia vô lượng, vô biên. Vì sao? Vì tất cả công đức căn lành của sự tùy hỷ hồi hướng đều lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu làm đầu. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thì không bao giờ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, đem các căn lành tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, như lời Ngài đã nói, các hành đều do phân biệt tạo ra, đã do vọng tưởng sanh ra nên hoàn toàn không thật có. Vậy do đâu các Đại Bồ Tát ấy đạt được phước vô lượng, vô số, vô biên? Bạch Thế Tôn, do phân biệt mà tạo ra các phước nghiệp nên không thể có chánh kiến ở thế gian, không thể hướng đến nhập vào chánh tánh ly sanh, cũng không thể đắc quả dự lưu cho đến quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nhưng các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu biết tất cả loại phân biệt đã tạo, hoàn toàn không, không có sở hữu, là hư vọng, không thật. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát học kỹ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Sau khi an trụ vào tất cả không như vậy rồi, như quan sát những gì do phân biệt tạo ra là hoàn toàn không, không có sở hữu, là hư vọng chẳng thật. Cho nên không bao giờ xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu, không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu thì đạt được vô lượng, vô số, vô biên phước đức. Do nhân duyên này mà phát sanh chánh kiến, cũng có thể nhập vào chánh tánh ly sanh, cho đến có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà.
Cụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nói về vô lượng vô số vô biên nó khác nhau như thế nào? Phật bảo: Thiện hiện vô lượng là lường không được, không thể lường trong pháp ở quá khứ, hiện tại, vị lai, nên gọi là vô lượng. Vô số nghĩa là đếm không thể được, không thể đếm được hết pháp trong cảnh giới hữu vi vô vi, nên gọi là vô số. Vô biên là biên giới không thể nắm bắt, không thể suy lược giới hạn của pháp kia, nên gọi là vô biên. Cụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có nhân duyên nên sắc cũng vô lượng vô số vô biên, còn thọ tưởng hành thức có vô lượng vô số vô biên không? Phật bảo: Thiện hiện có nhân duyên nên sắc cũng vô lượng vô số vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô lượng vô số vô biên. Cụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà sắc cũng vô lượng vô số vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô lượng vô số vô biên? Phật bảo: Thiện hiện vì tánh sắc là không nên nói là vô lượng vô số vô biên, tánh của thọ tưởng hành thức là không nên nói là vô lượng vô số vô biên. Cụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ tánh của sắc là không, tánh của thọ tưởng hành thức là không, còn tánh của tất cả pháp cũng đều không hay sao? Phật bảo: Thiện hiện trước đây ta há không nói tất cả pháp đều không hay sao? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mặc dù Phật thường nói các pháp đều không, nhưng vì các hữu tình không biết, không thấy, không hiểu, cho nên nay con hỏi lại. Bạch Thế Tôn, tánh không của các pháp là vô tận, cũng là vô lượng, cũng là vô số, cũng là vô biên. Bạch Thế Tôn, trong các pháp không, tận cùng không thể đắc, đo lường không thể đắc, số lượng không thể đắc, biên giới không thể đắc, do đó mà là vô tận, vô lượng, vô số, vô biên, nghĩa và văn cả hai đều không khác nhau. Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, vô tận, vô lượng, vô số, vô biên thì nghĩa và văn cả hai đều không khác nhau, vì tất cả đều hiển bày rõ ràng về các pháp không. Thiện hiện nên biết lý không của các pháp đều không thể nói, Như Lai chỉ dùng phương tiện nói là vô tận, hoặc nói là vô lượng, hoặc nói là vô số, hoặc nói là vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói là vô tướng, hoặc nói là vô nguyện, hoặc nói là vô tác, hoặc nói là vô vi, hoặc nói là vô sanh, hoặc nói là vô diệt, hoặc nói là tạp nhiễm, hoặc nói là vĩnh viễn diệt trừ, hoặc nói là niết bàn, hoặc nói là chân như, hoặc nói là thật tế, các thật nghĩa, vân vân. Như vậy không khác nhau, tất cả đều do Như Lai dùng phương tiện để giảng nói.